Xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Sava Country Classic, một mẫu xe mang thương hiệu Đức, được trang bị bộ chuyển động full group Shimano Sora, không nhôm, màu sơn rất là đẹp. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc, gành cao bảng. Em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Đấy, phần khung của chiếc xe thì là từ nhôm, kiểu dáng thiết kế mới. Nước sơn của chiếc xe còn rất là đẹp. New style, phong cách mới. Bộ phanh ba mảnh Vingroup. Đề sau là Shimano Sora. Đĩa Sora, đồ trục rỗng. Chín triệu rưỡi cho một con xe đua trang bị cấu hình Sora, đánh cao bảng rất là ngon. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe, test chuyển động cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6, 6, 6, 7, khoảng 1m8 đi là phù hợp. Trang bị 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Giá bán của chiếc xe nói từ đầu video là 9 triệu rưỡi. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, hoặc ấn chuông để nhận được thông báo những chiếc xe mới nhất mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.